Xin được chào mừng quý khán giả của TH Media. Hôm nay chúng ta lại đến với sân bóng trường chính trị thành phố Thanh Hóa để cùng theo dõi giải bóng đá 0407 Champions League F1 năm 2023. Giải đấu được tổ chức lần đầu tiên và hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và thành công. Ở giải đấu năm nay quy tụ 4 cái tên, và ở trận đấu đầu tiên, trận khai màn, đó là cuộc đụng độ giữa FC Luyện Quân và FC Đào Duy Tử. Một trận khai màn được giới chuyên môn đánh giá là vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Chúng ta cùng chờ đợi ở trận đấu khai mạc này, cùng đồng hành với giải đấu năm nay và các năm tiếp theo nữa. Và trận đấu đầu tiên đã được bắt đầu. Ở hiệp đấu đầu tiên thì cầu thủ FC Đào Duy Tử, họ là đội bóng cầm bóng trước, tấn công cho Đào Duy Tử. Cú sút xa, tình huống sút bóng đầu tiên của số 88 bên phía Đào Duy Tử, đó là Nam Mong. Cú sút từ rất xa của trung vệ đội trưởng bên phía Đào Duy Tử, điều chuyển vào. Cú sút vào, 1-0 dành cho Đào Duy Tử. Chúng ta cùng chờ đợi xem cầu thủ nào là người ghi bàn đây. Hoàng Sĩ Tin, đúng vậy, số 9 Hoàng Sĩ Tin đã ghi bàn trong tình huống vừa rồi, một tình huống phối hợp đá phạt rất hay của Đào Duy Tử. Hoàng Sĩ Tin đã ghi bàn ở phút thứ 6 của hiệp 1. Cú sút của FC Liên Quân được chuyền hay, được chuyền vào, vào trung hình, 2-0 dành cho Đào Duy Tử. Những tình huống phối hợp thêu hoa diệt gấm từ cầu thủ FC Đào Duy Tử. Và vừa rồi Trung Anh đã có một tình huống đệm lòng rất đơn giản, đánh bại hoàn toàn thủ môn bên phía cầu thủ FC Liên Quân. Chúng ta một lần nữa xem lại tình huống này. Tình huống ghi bàn rất dễ dàng của Trung Anh, và tỷ số được nâng lên thành 2-0 dành cho Đào Duy Tử. Rất hay. Vẫn còn, gôi, vẫn còn, vào gôi, không vào. Liên tiếp là những tình huống hãm thành của FC Đào Duy Tử. Các cổ động viên online, xin chào Trần Cường, xin chào Phúc Nguyễn, xin chào Đặng Thu Huệ. Đây là cơ hội cho Liên Quân. Lên bóng cho Đào Duy Tử, rất hay, tình huống đánh gót rất hay. Đây là cơ hội, cú sút. Vừa rồi thủ môn bên phía FC Liên Quân đã chơi an toàn, rất nguy hiểm. Đây là cơ hội cho FC Đào Duy Tử, cú sút ngay. Đó là tình huống sút bóng của số 24. Điều chuyển này, cơ hội, không vào. Lại là Hoàng Sĩ Tin, tác giả của bàn thắng đầu tiên trong cặp đấu này. Đó là một tình huống phản công rất hay đến từ FC Đào Duy Tử. Người truyền bóng đó là Trung Anh, và người dứt điểm cuối cùng là Hoàng Sĩ Tin. Điều chuyển nhanh, đây là cơ hội, chuyển vào. Một tình huống lui về cản phá rất hay. Thì chúng tôi đang quay lại tình huống bóng, thì đó là một cơ hội dành cho FC Liên Quân, và người dứt điểm bên phía FC Liên Quân đó là Xuân Tiến. Bàn thắng rút ngắn tỷ số cho cầu thủ FC Liên Quân. Người ghi bàn đó là Văn Quyết. Những phút vừa qua thì FC Liên Quân họ đã rất cố gắng để chơi tấn công, và họ đã được đền đáp với bàn thắng dành cho Văn Quyết. Tình huống đánh đầu của Văn Quyết. Trọng tài Lê Lệnh Hoàn và trọng tài Nguyễn Văn Linh đang bắt tốt ở trong hiệp 1 trận đấu này. Đó là cú sút. Đây là cơ hội cho FC Liên Quân. Đây là Trung Anh. Được chuyển. Cú sút, không vào. Đó là tình huống sút bóng từ góc hẹp của Quang Trung, nhưng bóng đã chạm xà ngang trong tình huống vừa rồi. Chúng ta xem lại một lần nữa. Một tình huống cứa lòng rất hay của Quang Trung. Đây là cầu ơi, Trung ơi, không vào.
gửi đến giải đấu 0407 Champions League F1 năm 2023. Đây là cơ hội! Bàn thắng thứ 3 cho FC Đào Duy Từ. Và người ghi bàn đó là Nam Mong. Nam Mong đã chớp cơ hội rất nhanh ở tình huống vừa rồi. Khi chúng tôi đang giới thiệu về giải đấu thì ngay lập tức Nam Mong đã lên tiếng. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Đó là một tình huống sút bóng chạm chân hậu vệ bên phía các thủ FC Liên Quân, đó là Tiến Lâm, và bóng đã bay vào lưới với một tình huống chôn chân của thủ môn Thanh Bình, và họ lại có bàn thắng của Nam Mong. Bây giờ khó khăn lại chồng chất khó khăn cho FC Liên Quân. Lên bóng cho Đào Duy Tử rất hay, là cơ không vào, rất nhanh, vẫn còn, kịp không? Đó là tình huống lùi về, đây là cơ. Liên tiếp là những tình huống ăn miếng trả miếng của hai đội bóng. Đều chuyền vào. Đó là tình huống nhảy lên không thành công của tiền đạo bên phía Đào Duy Tử. Tiếp tục làm tình huống sút nữa. Lên bóng cho Liên Quân, cú sút. Đó là cú sút không chính xác. Đường chuyền rất nhanh. Đó là cơ hội rất đáng tiếc bị bỏ lỡ của hậu vệ bên phía FC Đào Duy Tử. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Người chạm bóng lại là Hoàng Sĩ Tín. Cầu thủ FC Liên Quân họ đang rất cố gắng để chơi tấn công, để đẩy nhịp độ trận đấu được nhanh hơn nữa. Đây là cơ hội. Đó là tình huống nhảy lên đánh đầu của Tiến Lâm. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Tiến Lâm cho rằng bóng đã chạm tay. Quyết định đã được đưa ra. Và dường như đã có một, sẽ có một tình huống đá phạt đền cho FC Liên Quân. Đúng vậy, Đình Thành là cầu thủ đang đứng trước bóng. Đình Thành đối mặt với Thiện Si Gà. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Rất hồi hộp. Cú sút không vào. Thiện Si Gà đã giành chiến thắng trước Đình Thành. Một cú sút rất căng, nhưng Thiện Di Gà đã chơi quá xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Chúng ta cần xem đi xem lại ở tình huống này. Thiện Di Gà đã bắt bài được đội trưởng bên phía FC Liên Quân. Một cú sút thẳng của số 6 bên phía Đinh Thành. Và ngay lập tức thì cầu thủ FC Đào Duy Tử đã có bàn thắng thứ tư chăng? Khi cầu thủ FC Liên Quân họ có cơ hội để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Và Đình Thành đã bỏ lỡ cơ hội thì ngay lập tức họ đã bị trừng phạt. Đó là tình huống đốt lưới nhà của Đình Thành. Quá đáng tiếc cho trung vệ đội trưởng bên phía FC Liên Quân. Bóng lại quay lại với Ngọc Anh rồi. Cú sút. Đó là tình huống sút bóng rất căng của Đình Thành, nhưng vừa rồi thì Thiện Xì Gà vẫn là người chiến thắng. Đội bóng xuất sắc hơn lại là Đào Duy Tử. Đây là cơ hội. Cơ vẫn còn. Rất nhanh. Đó là tình huống đi bóng rất nhanh của số 57 Tú Sát Thủ. Đã có một bàn thắng thứ 5 dành cho FC Đào Duy Tử. Và người vừa vào sân với một cái tên rất lạ, Tùng Tokuda, đã ghi bàn trong tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Một cái tên rất Nhật đến từ FC Đào Duy Tử. Tùng Tokuda đã ghi bàn thứ 5 dành cho FC Đào Duy Tử. FC Liên Quân họ đã chơi rất cố gắng trong trận đấu này rồi, nhưng đội bóng chơi hay hơn lại là FC Đào Duy Tử. Vừa rồi đã có một cơ hội dành cho FC Liên Quân. Và đúng lúc này, trọng tài Lệnh Hoàn đã kết thúc 60 phút cuộc đối đầu giữa các thủ FC Liên Quân và FC Đào Duy Tử. Xin chúc mừng các thủ FC Đào Duy Tử với một chiến thắng 5-1 trước các thủ FC Liên Quân.